Hello, xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với Coin số 8 TV. Mình là Linda và hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu top các KOL trên Twitter mà chúng ta cần phải follow ngay từ bây giờ để có thể cập nhật tin tức thị trường crypto một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Trước khi bắt đầu video thì Linda có một lời chúc nho nhỏ đến tất cả các anh em đã cùng đồng hành cũng như là support Coin số 8 TV và Linda trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Đó là chúc các bạn một năm mới, một năm 2022 thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và cũng chúc cho tất cả các anh em trader chúng ta một năm mới bớt lưu đỉnh bán đáy và có thể chốt lời ngập mặt từ thị trường. Còn bây giờ thì mình cùng bắt đầu video ha. Vậy tại sao chúng ta cần phải sử dụng Twitter? Hay nói cách khác là tại sao chúng ta cần phải follow các KOL trên Twitter khi tham gia vào thị trường crypto? Lý do thứ nhất thì Twitter chính là không gian hoạt động của các dự án cũng như là các KOL trong thị trường crypto. Thì bằng cách follow Twitter thì chúng ta có thể cập nhật tin tức về dự án cũng như là các KOL một cách nhanh chóng, chính xác, nóng hổi nhất, thậm chí là còn nhanh hơn cả báo đài nữa. Tại vì báo đài thì người ta cũng chỉ follow Twitter để mà lấy thông tin đưa bài lên. Lý do thứ hai thì đây là một cái nguồn research đáng tin cậy, tại vì những cái dự án mà uy tín đáng tin cậy thì đều nhận được follow từ các nhà đầu tư, các quỹ lớn. Đây là một chỉ báo quan trọng để bạn quyết định, để bạn có thể check được cái sự uy tín của dự án. Lý do thứ ba thì đây là một cái nơi hít hà drama siêu cấp vũ trụ. Nếu bạn nghĩ thị trường crypto ở Việt Nam á, thì đã là khác lắm rồi đúng không? Thì đó là bạn chưa thấy các founder của các dự án diss nhau công khai trên Twitter, thì đó sẽ là một cái drama ở một cái đẳng cấp khác. Lưu ý thì đây chỉ là những cái danh sách cho những cái người nhập môn cơ bản mới vào thị trường thôi. Còn ở những cái video lần sau thì mình có thể đào sâu hơn vào các ngách của thị trường như là các hệ sinh thái nè, các mảng DeFi hay là GameFi. Mình bắt đầu ha. Người đầu tiên mình muốn giới thiệu đến với các anh em đó chính là CZ, ông chủ sàn Binance, hay mình còn gọi vui là người giữ tiền hộ cho các anh em trader. Thì đặc biệt là ông bác vui tính này có cái thói quen là thường thả râu khiến các trader hệ tương lai, ví dụ như mình chẳng hạn, thường phải khóc thét. Thì hiện tại CZ có hơn 4 triệu follower, gần 5 triệu rồi nè, và hơn 6.000 tweets, rất là nhiều ha. Thì cho những bạn chưa biết thì CZ tên thật là Changpeng Zhao, đã ra mắt Binance vào những năm 2017 và kể từ đó thì đã phát triển Binance thành cái sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới dành cho các cái đầu tư bán lẻ. Ngoài việc dẫn đầu Binance thì CZ cũng đã trở thành một nhân vật truyền thông xã hội với thương hiệu là Fun Safe, đã được đưa vào đại sảnh danh tiếng của crypto meme. CZ là một người đã có kinh nghiệm rất dày dặn trong thị trường, cho nên là các phát ngôn và các follow của tài khoản này có trọng lượng rất lớn đối với thị trường. Ví dụ là một cái dự án mà được CZ retweet hay là follow thì ít nhiều cũng phải có nền tảng khá là ổn. Thì thường là các cái dự án này nó sẽ được build trên BSC, tức là Binance Smart Chain. Điển hình là cái đồng BNB thì gần đây đã được CZ siêu từ mấy chục đô lên tới mấy trăm đô. Và mấy tháng gần đây thì CZ tỏ ra cực kỳ yêu thích với thể thao. Ví dụ như là vào ngày 11 tháng 11 thì CZ đã tweet là crypto will change the sports economy, tức là crypto sẽ thay đổi nền kinh tế thể thao. Thì sau đó thì là một cái tin là Binance sẽ list cái Man City Fan Token City. Thì đó là một cái cách mà ông siêu các cái con ở trên Binance Smart Chain. Tuy nhiên thì vì số lượng follower đã quá lớn cho nên là tweet của CZ thì chỉ có thể xem là một kênh thông tin chứ không còn cung cấp nhiều kiến thức cho bạn nữa. Thì điều này sẽ dẫn chúng ta đến người tiếp theo. Người tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến với các bạn đó là Sam Bankman-Fried, CEO và founder của sàn FTX. Thì cho những bạn chưa biết thì Sam được biết với một cái tên vô cùng thân thuộc ở Việt Nam, đó là anh Sam Xoăn, bởi vì Sam có một cái đầu tóc xoăn tít luôn. Thì trước khi sở hữu FTX thì Sam Bankman-Fried đã từng thành lập quỹ Alameda Research vào năm 2017, một cái quỹ top đầu cho những bạn có theo dõi thị trường. Tuy nhiên thì Sam đã rời vị trí CEO của quỹ để tập trung vào con cưa tiếp theo của mình, đó là sàn FTX, một cái sàn giao dịch hàng đầu thế giới. Và Sam cũng đồng thời là một trong những người chống lưng cho hệ sinh thái Solana. Và bạn có thể tìm đọc trên Coin số 8 về các phát ngôn nổi tiếng của Sam về hệ sinh thái Solana, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ không bàn về cái chuyện đó. Thì cho nên là như các bạn đã thấy thì nếu như CZ thường ưu ái các dự án trên BSC hơn thì Sam sẽ dành sự quan tâm của mình đến các dự án trên Solana hơn. Một cái đặc điểm mà Coin số 8 khuyên các bạn nên follow Sam đó là như các bạn nhìn đây á, là Sam chỉ có 500.000 follower, tức là chỉ bằng 1 phần 10 CZ. Tuy nhiên anh lại có lượng tweet là 18.800, tức là gấp hơn 3 lần cái lượng tweet của CZ, chứng tỏ là anh rất thích chia sẻ ý kiến và suy nghĩ của mình ở trên Twitter.
Thì nói chung thì Sam cũng hơi hơi drama một tí, tại vì anh không ngại nói lên suy nghĩ cũng như là góc nhìn của mình đối với rất nhiều thứ trong thị trường crypto. Cho nên là bạn có thể search được rất là nhiều keyword hay ho ở trên cái Twitter của Sam. Ví dụ như là trong các Twitter cuối năm 2021 thì Sam đã đưa ra những nhận định về sự phát triển của crypto trong năm vừa qua và đưa ra những góc nhìn mới của mình trong năm 2022. Và điển hình hơn là vào ngày 22 tháng 12 thì Sam đã có một tweet như này là: "We are extremely proud to partner with Steph and to launch his first ever NFT collection on Solana project to commemorate this." Thì đây là một cái cách để mà Sam ủng hộ chống lưng cho các hệ sinh thái Solana. Người tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là Tusu. Không biết là mình đọc đúng không nữa. Thì Tusu là CEO và CIO của quỹ Three Arrows Capital, hay còn gọi là quỹ 3AC, một trong những quỹ đầu tư thuộc hàng tier 1 trong thị trường crypto. Thì ở trong bài O của mình thì Tusu cũng nói là đang đầu tư vào AVAX, Crypto, DeFi, NFT v.v. Nhưng mà cái chữ AVAX này nè, rồi với cái ký hiệu mũi tên đi lên này, chứng tỏ ông là một người ủng hộ mạnh mẽ cho hệ AVAX. Thì ở đây mình thấy là Tusu có khoảng 423.000 follower cũng như là hơn 5.000 tweets, những con số rất là ấn tượng ha. Thì cho những bạn chưa biết thì Tusu cũng có xuất thân và kinh nghiệm ở trong ngành tài chính ngân hàng truyền thống, cho nên ông cũng rất là thường xuyên chia sẻ những cái insight, những cái góc nhìn rất là hay về thị trường. Thậm chí là còn có một cái podcast. Đây, bạn click vào cái link này sẽ hiện ra cái podcast của Tusu. Thì ở đây Tusu chia sẻ rất là nhiều góc nhìn của mình về các cái mảnh ghép ở trong thị trường. Thì điển hình là cuối tháng 11 gần đây thì Tusu đã tweet về việc từ bỏ Ethereum do cái phí giao dịch quá cao, khiến cho các cái nhà đầu tư mới thì họ xa lánh cái hệ Ethereum, chứng tỏ là lời nói của anh rất có trọng lượng. Hoặc là dạo gần đây thì Tusu cũng rất hay retweet lại cái dự án là Joe, Trader Joe ha, một dự án trên hệ AVAX, và ông dành rất là nhiều sự ưu ái đặc biệt cho cái dự án này. Nãy giờ thì chúng ta đã đảo qua BSC nè, Solana nè, AVAX nè, mà chúng ta lại quên mất không nói về ngọn hải đăng của thị trường crypto, đó chính là Ethereum. Thì Vitalik Buterin chính là đồng sáng lập Ethereum. Thì một chút thông tin cho các bạn thì Vitalik Buterin được coi là một thiên tài về toán học cũng như là lập trình máy tính. Và năm 2013 thì anh đã đề xuất whitelist cho Ethereum. Và cái dự án Ethereum đã thu hút sự quan tâm rộng rãi gần như ngay lập tức và đã hy vọng được nguồn vốn lớn từ cộng đồng. Và hiện nay thì Ethereum đã trở thành blockchain có total value lock lớn nhất thế giới hiện nay. Thực tế là trong suốt những năm 2020-21 thì số lượng ứng dụng tài chính phi tập trung cũng như là tổng khối lượng giao dịch trên Ethereum đã tăng vượt bậc và chiếm giữ một vị trí tuyệt đối mà không blockchain nào là Solana, AVAX hay Terra có thể làm được như hiện tại. Ở đây á, thì mọi người thấy trên Twitter của Vitalik thì anh chỉ để một dòng thôi, đó là Ethereum chấm, rất là ngắn gọn, rất là súc tích. Ở cái địa chỉ thì anh ghi chữ Earth, tức là anh đang ở trái đất. Này kỳ ha, chắc là mấy người thiên tài hay kỳ vậy. Rồi ở đây thì mình thấy có một cái đường link trang web là vitalik.ca. Thì nếu bạn click vào cái đường link này thì sẽ dẫn đến cái website riêng của Vitalik Buterin. Thì Vitalik là một người nhận được sự tôn trọng tuyệt đối của cộng đồng crypto, tại vì anh rất ít khi dính vào các cái vụ tranh cãi drama, bởi vì anh chỉ rất là hay chia sẻ về các góc nhìn, các insight của mình đối với các cái dự án, cũng như là đặc biệt về cái mảng công nghệ của thế giới, của cái thị trường crypto này. Tuy nhiên dạo gần đây thì các cái phát ngôn của anh hơi thẳng thắn một tí, cho nên cũng gây khá là nhiều tranh cãi ở trong thị trường. Nếu như các bạn muốn biết tìm hiểu thêm về công nghệ cũng như là các góc nhìn của Vitalik thì có thể follow Vitalik để hiểu hơn về các cái câu chuyện đằng sau thế giới crypto. Gần đây nhất ngày 11 giờ trước thì anh có chia sẻ về một vài thứ trong 2021, 2022, vân vân. Bây giờ thì mình sẽ cùng đến với một nhân vật mà mình nghĩ là không nhiều người biết đến, đó là Barry Silbert. Thì Barry Silbert là một nhà đầu tư trong ngành công nghiệp điện tử và bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2012. Thì trước khi tham gia vào tiền điện tử thì Silbert đã nhận bằng cử nhân tài chính tại một đại học danh tiếng nè, làm nhân viên ngân hàng đầu tư cũng như là giám đốc điều hành ở Restricted Stock Partner. Tức là anh rất là có kinh nghiệm ở trong ngành tài chính ngân hàng. Thì ông tiếp tục thành lập hai trong số các doanh nghiệp được biết đến rộng rãi nhất trong ngành tiền điện tử, đó là Grayscale Investment và Digital Currency Group, hay còn viết tắt là DCG. Đây, ở bài O thì các bạn cũng thấy luôn, anh ghi rất là rõ là Founder CEO của DCG Co và Parent of Grayscale, v.v.
Rồi, hiện tại thì Silver đang có gần 700.000 follower và gần 11.000 tweets. Về cái quỹ này thì cho những bạn nào chưa biết thì DCG là một quỹ đầu tư Tier 1, tức là top đầu ấy, thì là công ty mẹ và cung cấp vốn cho các cái công ty con liên quan đến blockchain như là Genesis Trading này, CoinDesk này, vân vân. Và điển hình là Grayscale, quỹ Grayscale, một cái quỹ mà rất rất quen thuộc, rất rất nổi tiếng với các anh em trader chúng ta. Thì vị tỷ phú CEO này thỉnh thoảng siêu hoặc là gửi các đồng coin mà quỹ đang quan tâm. Mình ví dụ như là vào ngày 1 tháng 12 thì ông có một tweet như thế này: Alright, you asked for it. We bought $85 million more Zcash với token là ZEC. Thì đây là một cái cách mà ông siêu các cái đồng coin mà quỹ đang quan tâm. Tuy nhiên các bạn lưu ý là vị thế của các quỹ này là khác các anh em đầu tư nhỏ lẻ chúng mình, cho nên hãy cân nhắc trước khi xuống tay ở bất kỳ dự án nào nha. Cho những bạn có theo dõi thị trường gần đây thì năm 2021 là một năm mà hệ sinh thái Polkadot đã có những bước tiến vượt bậc, và Gavin Wood chính là người đồng sáng lập ra hệ sinh thái Polkadot. Trước khi thành lập Polkadot thì Gavin Wood từng là một trong những người đồng sáng lập Ethereum và giữ vai trò CTO, tức là giám đốc công nghệ của Ethereum. Và anh cũng có bằng tiến sĩ về khoa học máy tính từ một đại học danh tiếng và đã phát minh ra ngôn ngữ lập trình Solidity cũng như là xuất bản Yellow Paper cho các chuỗi EVM. Tuy nhiên thì Gavin đã rời dự án Ethereum vào năm 2016 và tiếp tục phát triển công ty phần mềm Blockchain Parity Technologies, và anh cũng thành lập Web3 Foundation và sau đó là các hệ sinh thái Polkadot. Trên bài O thì mình cũng có thể thấy rất là rõ là anh ghi là Founded Polkadot, tức là thành lập Polkadot, Kusama Ethereum, Parity, Web3 Foundation, đang xây dựng Polkadot và tất cả mọi thứ về Web3. Thì anh hiện có 288.000 follower, anh chỉ có số lượng tweet là 869 tweet thôi, nhưng mà cái tweet của anh thì khá là chọn lọc, cho nên bạn cũng có thể yên tâm theo dõi tweet của Gavin Wood để có những cái thông tin insight về thị trường. Tham vọng của Wood là mang toàn bộ các cái tính năng tương thích Ethereum sang mạng Polkadot, cũng như là thúc đẩy các cái giao dịch tương tác cross-chain để biến Polkadot trở thành hệ sinh thái DeFi lớn thứ hai sau Ethereum, hoặc là thậm chí vượt mặt cả Ethereum. Gavin Wood thì có pin một cái tweet vào ngày 13 tháng 9 năm 2020 vì lễ mà siêu DOT lại là KZM, tức là hai cái dự án đều được build ở trên hệ Polkadot. Các bạn để ý là gần đây trong lúc thị trường đang điêu đứng thì có một đồng liên tục lập ATH và nằm trong top 10 coin market cap, đó chính là token Luna thuộc hệ sinh thái Terra. Theo dữ liệu từ DeFi Llama thì hệ sinh thái Terra có số lượng Total Value Locked TVL tăng liên tục, thậm chí là vượt mặt các hệ sinh thái như là BSC, Solana, chứng tỏ Terra đang rất hút dòng tiền và nhận được rất nhiều sự quan tâm từ đông đảo các anh em. Và anh Duwon đây chính là người sáng lập ra hệ sinh thái Terra, cũng là CEO của Terraform Labs, công ty đứng sau Terra. Vì hệ sinh thái Terra tham vọng đưa stablecoin ứng dụng rộng rãi vào trong giao dịch, cho nên là trên Twitter bio của Duwon thì có cái chữ là Master of Stablecoin và hashtag Luna. Ngoài ra thì Duwon là có 187.000 follower cũng như là có hơn 4.000 tweets. Cái ad account của anh á, cái account Twitter của anh thì là chữ stablecoin, tức là chơi chữ từ chữ stablecoin, tức là nghe nó hơi giống giống nhau. Thì một cái cách mà anh đang siêu cái nền tảng stablecoin của cái hệ sinh thái này. Thì Twitter của Duwon thì chủ yếu nói về insight của cái hệ sinh thái Terra, cũng như là nhấn mạnh các cái dự án được xây dựng ở trên hệ sinh thái này. Và trong đó thì anh dành cái sự ưu ái nhất định ở cho hai cái đồng Luna và USD đây, bởi vì hai cái dự án này là có giá trị nhất ở trong cái hệ sinh thái này. Cho nên nếu các bạn muốn quan tâm cũng như là tìm hiểu thêm về cốt lõi của hệ sinh thái Terra, cũng như là tìm kiếm những cái hidden gem á, thì có thể follow Duwon nha. Người cuối cùng trong danh sách KOL Twitter của chúng ta ngày hôm nay là anh Andre Granger. Thì anh Andre Granger chính là founder của Eon Finance, được mệnh danh là bố già crypto, tức là người đã đặt nền móng cho DeFi. Thì cho những bạn chưa biết thì Eon Finance, tức là YFI, là một bộ sản phẩm trong tài chính phi tập trung, cung cấp các tính năng tổng hợp như là cho vay này, rồi tạo lợi nhuận này, rồi bảo hiểm này, trên nền tảng blockchain của Ethereum. Thì đây là một cái dự án thể hiện tính phi tập trung cao nhất, tại vì giao thức được duy trì bởi những nhà phát triển độc lập, chứ không phải là cái người sáng lập ra dự án.
Thì cái Eon Finance này á, thì nó đã giảm nhiệt rất là nhiều so với lúc mà dự án mới ra mắt. Nhưng mà cái nền tảng DeFi của dự án vẫn là một mảnh ghép vô cùng quan trọng trong cái thị trường crypto này. Thì anh Andre Granger thì có gần 300.000 follower và có gần 4.000 tweets, những con số cũng khá là lớn. Và trên tweet thì anh Andre không chia sẻ quá nhiều những cái suy nghĩ cá nhân của mình, mà chủ yếu là retweet hoặc là nhận định ngắn về các cái dự án. Thì thường là ông chỉ đưa ra suy nghĩ của mình chủ yếu về DeFi hoặc là các cái sản phẩm về DeFi và hướng về một cái tương lai là tài chính mở này, Web3 này, phi tập trung hoàn toàn. Ngoài ra là vì là Andre Conger là cố vấn của Phantom, cho nên là anh thể hiện một cái sự ưu ái đặc biệt đối với các dự án đến từ Phantom. Ví dụ như là anh luôn luôn retweet lại các dự án đến từ Phantom Foundation. Vừa rồi là danh sách KOL Twitter mà các bạn nên follow ngay từ bây giờ để có thể cập nhật tin tức từ thị trường crypto một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Nên nhớ đây chỉ là nhận định của cá nhân mình, còn quyết định đầu tư là ở các bạn. Một lần nữa thì Linda xin chúc cho năm 2022 của tất cả mọi người ở đây thật thành công và thật nhiều những quyết định đầu tư sáng suốt hơn nữa. Và đừng quên cho video này một like cũng như cho Coin số 8 TV một subscribe nha. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Happy New Year!